Xin chào các bạn. Nỗi màn hình xanh hay còn được gọi là nỗi đăm xanh là một cái nỗi khá là phổ biến và hầu như ai cũng đã từng mắc phải. Nỗi này thì đến từ rất nhiều nguyên nhân, có thể là do lỗi hệ điều hành, lỗi do virus, lỗi do xung đột driver, lỗi phần mềm không tương thích hoặc do phần cứng không tương thích. Trong video này, hãy cùng Sửa Chữa Laptop 24 giờ tìm hiểu những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng đăm xanh và cách khắc phục. Thông thường đối với nỗi đăm xanh có 4 nguyên nhân chủ yếu. Các bạn hãy cùng Sửa Chữa Laptop 24 giờ phân tích từng nguyên nhân một. Nguyên nhân thứ nhất là có thể do phần mềm. Đối với nguyên nhân đến từ phần mềm này thì có thể là do ứng dụng mới cài đặt vào Windows, do Windows update hoặc là do các bạn crack một cái ứng dụng nào đó và làm lỗi file hệ thống. Đối với trường hợp mà các bạn nghi ngờ là do các bạn mới cài đặt một vài ứng dụng mới gây đến hiện tượng xung đột này thì các bạn có thể vào Control Panel và gỡ nó ra. Cách thức làm thì như sau. Ở ô search các bạn gõ Control Panel. Đây. Các bạn mở Control Panel. Khi các bạn mở vào Control Panel ấy, thì ở đây của mình nó đã có giao diện như này. Một số trường hợp các bạn có thể gặp những cái giao diện dạng như này thì các bạn có thể chuyển nó ở cái thẻ View By về giao diện này cho nó tiện. Các bạn gõ vào Install a Program. Đúng không ạ? Ở đây thì để nhanh hơn thì các bạn có thể kích vào cái thẻ ngày tháng này này. Thì nó sẽ sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, sẽ nhìn nhận thấy được luôn là cái ứng dụng nào mới cài đặt vào máy của mình. Trường hợp ví dụ chẳng hạn như là khi bạn cài đặt một ứng dụng và nó có một cái ứng dụng chạy ngầm cài đặt vào mà bạn không biết thì bạn có thể vào đây để kiểm tra. Nếu phát hiện ra một cái ứng dụng nào đó bạn nghi ngờ nó gây ra xung đột hệ thống của bạn thì bạn có thể kích chuột phải chọn uninstall và gỡ cái ứng dụng đấy ra. Tiếp tục ở trong cái lỗi do phần mềm này có thể đến do cái việc là Windows mới update. Trường hợp đó thì bạn vẫn ở tại đây, bạn có thể kích vào thẻ View Install Update để xem là máy của mình trong cái thời điểm vừa rồi nó đã update những cái gì. Và nếu trong trường hợp bạn nghi ngờ là nó do file update này gây ra cái hiện tượng đó thì bạn cũng có thể bấm chuột phải chọn Uninstall nó đi. Trường hợp tiếp theo cũng là do lỗi do phần mềm, đó là khi mà các bạn cài đặt ứng dụng và các bạn sử dụng tool crack. Đối với trường hợp như này thì thông thường bạn có thể fix lại hệ thống bằng lệnh sau. Các bạn vào phần search, các bạn có thể gõ cmd hoặc command prompt. Các bạn kích chuột phải chọn Run as Admin. Sau đó ở đây thì các bạn gõ vào đây giúp mình lệnh SFC gạch chéo Scan Now. Sau đó thì các bạn chờ để hệ thống kiểm tra và fix lại các lỗi. Trường hợp tiếp theo vẫn do lỗi phần mềm gây ra lỗi đăm xanh, đó là driver của các màn hình không tương thích hoặc là nó chưa được update bản mới nhất. Đối với trường hợp này thì các bạn xử lý như sau. Các bạn bấm chuột phải vào biểu tượng Git PC, các bạn chọn Manager. Các bạn chọn vào thẻ Device Manager. Tiếp theo là chọn thẻ Inlay Adapter. Ở đây của mình thì mình đang sử dụng là có card Intel HD Graphics. Thì các bạn kích vào đây giúp mình là chọn Update Driver. Các bạn kích tiếp là Search Automation. Như cái này của mình đang thông báo đây là driver tốt nhất của mình rồi. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp là nó sẽ báo rằng là đây nó không search được hoặc là như nào đó. Thì các bạn có thể tiếp theo search for update driver on Windows update. Các bạn kích vào đây. Đấy, thì ở đây nó sẽ check cái driver cho cái card màn hình đó. Nếu như nó chưa phải là bản mới nhất thì các bạn chờ cho Windows nó check, nó download về và nó install lại cái card driver mới nhất cho các bạn. Trường hợp mà các bạn đã update bản mới nhất rồi, tuy nhiên thì nó vẫn không hết cái nỗi đăm xanh và bạn vẫn nghi ngờ là do driver card màn hình này gây ra, thì các bạn có thể thử lại một lần nữa. Đó là đầu tiên là các bạn cũng vẫn vào trong Manager, vào Device này, vào thẻ Display Adapter này. Các bạn gỡ hoàn toàn cái card màn hình cũ ra. Các bạn chọn Uninstall Driver. Và các bạn nhớ kích vào cái ô Delete này giúp mình để nó xóa toàn bộ cái driver này đi. Các bạn Uninstall. Sau khi Uninstall xong thì sẽ phải chạy lại driver cho cái card màn hình này. Thì các bạn cũng có thể thao tác lại bằng cách là chọn vào và chọn Update Driver. Nếu ở đây nó không hiển thị ra thì các bạn kích tiếp vào phần Search for Update Driver. Nếu các bạn có hiểu biết thêm một chút thì các bạn có thể nên trang chủ trực tiếp down driver các màn hình này về. Chúng ta tìm hiểu đến nguyên nhân thứ hai, đó là nguyên nhân do virus. Nếu mà nguyên nhân do virus gây ra hiện tượng đăm xanh thì cái này cũng khó để có thể xác minh. Thông thường thì chúng ta có thể là xử lý để loại trừ thôi. Còn để khẳng định là nó do virus thì nó cần có thêm một vài các cái hiện tượng nữa thì mới có thể kết luận được. Nhưng tốt nhất nếu mà các bạn có sẵn phần mềm diệt virus thì các bạn có thể quét để loại trừ khả năng là do virus. Thì hiện tại thì một số các phần mềm virus các bạn có thể sử dụng mà giá rẻ như là BKAV hoặc ESET
Theo mình thì với chi phí độ khoảng tầm 180 thì các bạn nên trang bị cho mình một cái phần mềm diệt virus có bản quyền để đảm bảo các mặt về dữ liệu cũng như là an toàn cho máy. Nguyên nhân thứ ba gây ra cái hiện tượng đâm xanh này đó là liên quan đến việc quán nhiệt. Thông thường thì đối với máy tính ấy, thì thời gian bảo dưỡng thì thông thường nó sẽ rơi vào khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên thì nhiều trường hợp do các bạn quên mất cái thời hạn bảo dưỡng này, hoặc là đôi khi là các bạn sử dụng máy ở môi trường nó khá là nhiều bụi bẩn, hoặc là môi trường ví dụ như công trường chẳng hạn, hoặc là cái tần suất các bạn sử dụng máy nó cao, có nghĩa là các bạn sử dụng liên tục dẫn đến cái hiện tượng là kem tản nhiệt nó bị khô. Thế thì khi đấy thì cái phần tản nhiệt nó không hoạt động đúng hiệu năng của nó, là dẫn tới là CPU bị quá nhiệt, và khi mà đến cái mức quá mức chịu đựng của nó thì nó sẽ ngắt nguồn đột ngột để đảm bảo an toàn cho các linh kiện trên máy. Cái việc này thì nó sẽ khiến cho bản Win đang dùng thì bị dừng lại một cách đột ngột, có thể gây ra cái hiện tượng thiếu file hoặc xung đột, và nó cũng sẽ dẫn tới hiện tượng đâm xanh. Đối với trường hợp này thì nếu mà chúng ta chỉ fix lại bản Win hoặc cài lại Win ấy, thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề, mà chúng ta cần phải bảo dưỡng lại máy, sau đó tiến hành fix lại bản Win hoặc là cài đặt lại bản Win mới hoàn toàn để giải quyết triệt để cái vấn đề liên quan. Nguyên nhân thứ tư chúng ta cần tìm hiểu đó là lỗi do phần cứng. Phần cứng này thì đầu tiên thì các bạn xác định giúp mình xem là thứ nhất là khi mà nó có hiện tượng đâm xanh như này thì các bạn kiểm tra xem là trước đó mình có nâng cấp hay là cắm thêm một cái thiết bị phần cứng nào không. Ví dụ như các bạn nâng cấp RAM, các bạn gắn thêm ổ cứng, hoặc là các bạn cắm thêm USB LAN, USB Wi-Fi chẳng hạn. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà do nghi ngờ là do phần cứng mới nâng cấp ấy, thì các bạn có thể tháo ra để kiểm tra xem là máy của mình có bị đâm xanh nữa không, để mình loại trừ. Trường hợp mà các bạn không cắm thêm bất kỳ một cái thiết bị phần cứng nào và nó bị cái hiện tượng đâm xanh này sau khi mình đã test hết các vấn đề liên quan đến phần mềm rồi thì mình nghi ngờ là sẽ do phần cứng. Thế thì đối với những trường hợp này ấy, thì đầu tiên các bạn kiểm tra các cái phần cứng mà dễ gây ra cái hiện tượng đâm xanh này, bao gồm có thứ nhất là RAM, thứ hai đó là CPU, thứ ba đó là card VGA, và thứ tư đó là ổ cứng. Đối với lỗi do RAM ấy, thì các bạn có thể sử dụng các cái phần mềm test RAM. Thông thường như mình thì mình hay sử dụng phần mềm Memtest 86 để có thể test RAM. Đối với CPU thì các bạn có thể sử dụng phần mềm IDA 64 để kiểm tra lại CPU của mình. Còn đối với các màn hình thì thông thường thì mình hay test hiệu năng hiệu suất của nó bằng phần mềm Fullmax các bạn nhé. Còn đối với ổ cứng ấy, thì nó có rất nhiều phần mềm để test. Thông thường thì bây giờ đa số mọi người sử dụng SD thì mọi người có thể sử dụng các cái phần mềm như là Hardisk Sentinel này, Crystal Disk Info. Đấy là những cái phần mềm mà bản thân mình là kỹ thuật cũng hay sử dụng. Trên đây thì mình vừa chia sẻ với các bạn các nguyên nhân dẫn tới hiện tượng đâm xanh cũng như là cách khắc phục. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào các bạn hãy để lại bình luận, kỹ thuật viên bên mình sẽ liên hệ để hỗ trợ cho các bạn. Nhớ like và subscribe để đón chờ các video hữu ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.